sư phụ rồi còn điện với đẩy mới còn điện ngay bắt xung quanh cái chùa này luôn lên nhiệt giáo. Chắc có lẽ là tính sẽ lên cái dàn giáo và để xung quanh chùa khi mà lên nghe thuyết pháp á, cho mọi người ở xa ở gần cũng nghe được. Hello, Trọng Thuận xin chào quý cô chú anh chị trong nước cũng như ngoài nước. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay anh em tụi con cũng chuẩn bị một số công tác cho sư phụ. Chuẩn bị ở chùa ở Đồng Nai, chùa đây là chùa Tam Phước hả Vy? Chùa Tam Phước thì anh em đem lo về dưới đó để mà chuẩn bị chương trình nha cả nhà. Mấy cái lo này là hôm bữa đi giang mau về làm trung thu đó, coi kiểm có hai cái. Thì cái kho này là cũng nhờ người ta luôn á cả nhà. Thì ở bên đây mình cũng gửi rất là nhiều đồ nè, đồ mà đợt mà dịch á mình còn để lại một ít để mình xài, oxy, dây thở, rồi mặt nạ chống độc, rồi đồ bảo hộ, rồi máy phun thuốc, nón bảo hộ, đây là túi xác, rồi đồng hồ oxy, đây còn rất là nhiều đồ ở bên này nè cả nhà. Giờ mấy anh em lên lo nha cả nhà. Bự không à, để cho nhỏ chút xíu đến đây nè, mới 19 tuổi à. Cái lo nè. Chơi mà chơi để nhỏ chút xíu trên này hả? Nhỏ chút xíu trên này à. Nói ra là đây người nó đi mấy cái lo ngang rồi nè. Họ không đẩy sơ ở ngoài nè, chọc lên. Hết lo rồi, thôi, hết rồi đây. Mấy cái là giờ bây giờ mấy anh em chuyển đi lên trên Đồng Nai nha cả nhà. Chút nữa Phi với lại anh Sơn cũng đi ca rồi. Giờ ở nhà cũng còn mấy người thì anh em phụ làm. Nè. Thôi để anh Sơn kéo vô cái đã. Luôn á. Chéo vô đi anh. Đi. Đó. Rồi đẩy cái vô nữa. Được rồi, còn cái nào nữa không? Đẩy vô, chồng hai cái bên hông rồi được rồi. Vú ơi, để điều xe chạy vú ơi. Hả? Còn hai cái súp. Một cái xúc với mấy cái dàn máy hả? Cho nên cái máy điện lên. Máy chỉnh đẩy vô đây. Từ từ. Cái này nè anh lôi mấy cái thùng này qua đi anh để bên. Ok. Dây điện nè. Đúng rồi, để dưới. Dây điện bắt âm thanh nè. Đây cái đó phải. Để làm đây nha. Anh Sơn anh chút xíu anh không có la mà còn nó bự gì mà nó la. Mày
cho điều xe giờ không? Nhanh lắm. Này thì sư phụ có cho thuê âm thanh rồi luôn nha cả nhà. Cho thuê luôn hả? Ừ, có luôn. Món đám cưới là 400 thanh của sư phụ. À, mà tính đám cưới rồi đó. Hay quá. Còn đám cưới với nấu ăn đám cưới luôn, chủ ăn luôn. Chủ ăn luôn hả? Làm hết á, mai mốt vào đào quyệt đồ luôn. Có dịch vụ đào tì hạ nguyệt đồ luôn. Ờ, hạ nguyệt đào quyệt luôn. À. Bạn ở dưới á, ở dưới á. Bung ra nhà, chờ ở dưới nè. Thằng này không có thế. Bên đây cũng đâu có thế nào. Đó, ở dưới. Em hai. Anh đi, anh bỏ ở dưới bên đó á. Mày bỏ hai người ta ủ đầu. Đấy, có bánh xe mà, lên bỏ lên đây được rồi. Anh Thi bỏ dưới anh Thi, nhẹ lắm anh Thi. Đừng bỏ trên. 1, 2, 3. Đó, ngon lành. Đi. Anh bỏ anh gồng cái tay lên, nặng hơn cái bỏ dưới. Đâu, cái chốt riêng chứ. Rồi, ok. Em bé 19 tuổi. Rồi, thì bây giờ mấy anh em đã sắp xếp lo xong rồi. Để vận chuyển lên trên Đồng Nai nha cả nhà. Thì mời cả nhà cùng theo dõi hành trình anh em lên trên Đồng Nai. Chót lô xuống và sắp xếp bố trí cái không gian để mà chuẩn bị cho ngày 11, ngày 6 tháng 11, 2022 để mà cho quý Phật tử thỉnh tượng Phật nha cả nhà. Xung quanh cái chùa này luôn, lên nhiệt giáo. Chắc có lẽ là tính sẽ lên cái dàn giáo và để xung quanh chùa khi mà lên nghe thuyết pháp á, cho mọi người ở xa ở gần cũng nghe được. Là làm hết các gốc luôn không? Con đẩy mấy cái này sát vô cho nó gọn. Kéo qua sơ sát lên đi con. Để qua cho một bàn riêng bàn đó đi. Đây. Bây giờ hai đứa kêu cho cái bàn đó ra trước được luôn. Cái bàn đó. Ừ. Hai đứa đi, bưng ra để. Chờ con xếp con quấn này xuống đi. Bưng ra để chỗ này đầu chứ. Đây. Xong rồi tụi con dọn mấy cái này nè qua bên bàn bên đây. Xong rồi là kiên một đứa lên trên bàn, một đứa lên trên bàn. Kiên á chứ đừng có kéo. Đó. Kiên rớt. Thấy rồi. Dịnh rồi. Ok. Thôi, ra ngoài kia. Ra trước. Sư nó không có chuyên nghiệp rồi, thấy chưa? Sư nó không có chuyên nghiệp chết rồi. Để sư nó không chuyên nghiệp chết rồi. Không, tại vì mình phải là cẩn thận á, để chày bàn con hiểu không? Đó. Rồi, sau khi mà làm xong rồi còn bánh nè. Ăn đi lấy phước. Ăn cái này là giống như bánh quân đội kia cho mình đó. Mày là lương khô. Lương khô. Đó. Đây là bánh đó nè. Bánh nè. Xin sư mấy cái về đi lấy lọc của sư. Còn hả? Lọc ở chùa. Còn nãy vẫn lấy hết rồi. Ghê vậy. Rồi. Mì gói hả? Mì dạ, gói thì bưởi. Ôi. Còn cha mì gói bưởi ăn luôn rồi hả? Dạ. Tim. Con nãy giờ ăn được hai cái. Rồi ăn miếng bánh. Ngon cũng ăn rất cao cộng hợp. Dạ thì sư phụ kêu anh em sáng chở lo xuống chùa Tam Phước để mà chuẩn bị sư phụ làm cái lễ thỉnh tượng Phật vào ngày 11 tháng vào ngày 6 tháng 11 thì chương trình thỉnh tượng cụ thể và chi tiết như thế nào thì để sư phụ chia sẻ cho cả nhà mình ở video sau. Video không khác. Con cảm giác con xuống đây thì sao? Cảm giác con xuống đây thì con thấy chùa thì uh,
hôm nay rất là thanh tịnh, rất là thanh tịnh, gặp được chủ trì sư Chánh Định ở nhà ở chùa, thì con thấy là trong con vừa con xuống con gặp sư con rất là rung, tại vì con gặp sư ở trên mạng, với lại nghe thuyết pháp sư thuyết pháp ở ngoài ở trên mạng không à. Hôm nay xuống gặp trực tiếp sư thật sự là quá vinh hạnh luôn ha. Vào hôm nay là ngày mùng 1 nữa. Mùng 1 tháng 10 luôn. Ngày tốt luôn ha. Thì gặp được sư thì trong lòng cũng nói là cái chùa này là có ông sư Chánh Định nè. Đem qua bển mời sư bển đi. Chùa này là có ông sư nè, nên là con mong xuống gặp sư, về xuống gặp được sư thiệt. Hôm nay con rất là vui khi xuống được xuống chùa gặp được cái người mà mình muốn gặp. Dạ. Thần tượng. Còn quyền sao? Xuống đây cảm thấy là vô chùa con cảm thấy sao? Thật sự lần đầu tiên con muốn vô đây thì con thấy con tịnh hơn, con thật sự nói đi đâu cũng vậy, thậm chí đi chùa đâu cũng vậy, con tịnh hơn, thoải mái hơn ở ngoài nhiều rất nhiều. Đúng rồi, về chùa thấy thanh tịnh ha, về kia số này mình muốn bình tu á. Nói đi đâu đi về chùa thấy thanh tịnh. Dạ. Nói chứ Nguyền nói rất là đúng. Còn con? Dạ con thì xuống đây cũng lần này là lần thứ hai rồi. Thì đợt rồi là con với anh Cường thì cũng chuyển tượng Phật với cùng với sư phụ xuống đây. Thì cũng lần này là gặp sư lần thứ hai rồi. Cũng rất là vui và mừng. Thấy dạ dạ dạ. Mình có duyên với thầy sư. Tại vì xuống đây hai lần đều gặp được sư hết. Rất là vui. Rồi bây giờ thôi mình vô chánh điện mình lại cho lại Phật trong chánh điện đi, mình về nãy giờ con lại ở ngoài cũng không.